Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về cái phần mềm quản lý tiệm cầm đồ. Mình sẽ mở phần mềm lên các bạn ha. Đây, phần mềm quản lý cầm đồ, mã đăng nhập là admin, mật khẩu là mình không cho mật khẩu ha, mình đã nhập luôn. Cái đây là mình sẽ tùy đặt là mật khẩu hay không là tùy mình. Đây, mình sẽ mở phần mềm lên. Đây là cái giao diện của phần mềm cầm đồ. Rồi cái đây là mình sẽ giới thiệu qua cái giao diện trang chủ phần mềm cầm đồ, thì có hệ thống này, khách hàng, nhân viên, báo cáo, đổi mật khẩu Excel, thoát. Rồi cái mục tìm kiếm thì có tìm kiếm theo chứng minh nhân dân, tìm kiếm theo ngày cầm hay tìm kiếm theo chứng từ, và trong cái cầm đồ thì có là chưa chuộc và đã chuộc. Những khách hàng đã chuộc thì nó sẽ hiện tất cả vào cái phong đã chuộc, và những khách hàng chưa chuộc đồ thì nó hiện lên tất cả cho đây. Rồi xem chứng từ hết hạn là những khách hàng mà đã cầm tới ngày hạn mà chưa tới chục đồ thì nó hiện tất cả lấy chứng từ là những khách hàng là đến hết hạn, mình có thể là thanh lý những cái sản phẩm đó. Rồi có lãi thì lãi theo tháng, theo tuần hay là theo ngày thì mình chục đồ và đóng lãi, in hợp đồng hay là in biên lai, biên nhận, lưu hay lưu in lại những cái biên lai trước, xem tất cả những khách hàng đã chuộc và chưa chuộc. Thì trong cái danh mục cầm đồ thì nó có nhiều loại như xe máy, điện thoại, máy tính, số đỏ, giấy tờ vàng hay là khác, đó là tùy mình. Rồi bây giờ mình sẽ thử tiến hành, mình sẽ cầm đồ cho một khách hàng mới hoàn toàn bước vào cái tiệm đồ để cầm đồ. Đầu tiên mình sẽ bấm nút thêm này. Rồi mình sẽ gõ khách hàng vào tên gì, nếu như cần gõ chứng minh nhân dân thì mình cũng gõ vào số chứng minh nhân dân như là 7894561123. Rồi tên gì là khách hàng là gì, tên mình đây là tên ví dụ như là Trần 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 Bích gì đó ha, Trần Bích đi. Rồi ngày tháng năm sinh theo chứng minh nhân dân mình gõ thế nào tùy mình ha. Rồi enter, quê quán ở đâu thì mình gõ ra thì mình địa chỉ, rồi ngày cấp gì đó, rồi còn những cái mục này mình không cần thiết, mình chỉ gọi là ghi cái tên được là xong rồi. Rồi mình ghi xong mình sẽ bấm nút lưu, thì bấm nút lưu xong cái tên khách hàng cầm đồ thì nó sẽ nhảy vào cái trang là cầm tên sản phẩm gì. Ví dụ mình cầm xe máy, mình sẽ chết vô xe máy. Rồi mình sẽ gõ xe máy loại gì, như là xe SH đi, 150 đi. Rồi số tiền cầm là bao nhiêu, ví dụ cầm 10 triệu. Rồi lãi suất là bao nhiêu, lãi suất thì mình cho là 2%, nếu lãi tuần thì mình chọn lãi tuần. Rồi ngày cầm là ngày 4/4/2017, nên là lấy tuần là một tuần là 7 ngày. Mình chào vào đây, rồi thì nó sẽ hiện từ ngày 4 đến ngày 10, rồi phải đóng lãi là 200.000 trong một tuần. Rồi mình đã xong rồi, mình sẽ ghi cái, nếu như cái biên số cần ghi như thế nào, như là 51H gì đó, 12345, màu gì, màu đỏ, ví dụ mình đỏ. Rồi số máy số khung đó thì mình ghi ha. Rồi ghi chú gì đó mình sẽ ghi, gì là mới 80% thì tìm mình. Rồi bấm nút lưu, nếu in thì mình sẽ chọn phiếu biên nhận in và lưu in thì nó sẽ in xuống này. Rồi xong mình sẽ in biên nhận, nếu có biên in mình in biên nhận khách hàng đó thì nó sẽ là Trần Bích, chứng minh, rồi ngày cấp, nơi cấp gì đó, rồi xe gì, cầm số tiền cầm và ngày nào nhận này, nếu không có nhận thì không cần thiết. Rồi khi mình sẽ là giao dịch và cầm đồ xong khách hàng, rất là đơn giản nhanh. Mình tiếp tục cầm người thứ hai, đơn giản mình làm lại cho các bạn xem nhé. Thêm rồi đánh tên chứng minh nhân dân, nếu không cần đánh thì bỏ qua, ghi tên thôi. Lý Nhã Kỳ đây thì mình ha. Rồi mình ghi tên không cần thiết. Rồi mình bấm nút lưu.
chứng minh nhân dân bắt buộc phải dùng, chỉ vì nó sẽ chứng minh nhân dân nút lưu xong thì cái tên xong nó cũng nhảy vào cái trang cầm đồ rồi. Mình giống như cầm điện thoại đi ha, điện thoại đó, mình có điện thoại là cái gì, iPhone sáu đi, lốt đi. Rồi. Số tiền cầm như là 3 triệu. Rồi, lãi suất như 1,5%. Rồi, ngày cầm là một tuần, nếu mà 7 ngày, enter luôn. À, thì một tuần của 3 triệu này là 45 ngàn. Rồi mình bấm nút lưu. Nếu không quên thì bấm không quên, lưu không không quên. Rồi, thì nó sẽ hiện ở đây. Đây mình mới cầm hai khách hàng. Đơn giản nhanh. Rồi nếu mình muốn tìm cái chứng từ gì đó thì mình cần đi xịt là mình sợ là nó sẽ hiện ra. Rồi như mình sẽ sợ theo ngày cầm, mình sẽ chọn ngày thì mình sợ là nó chọn ngày thì nó, khi ngày nào thì nó hiện tất cả ở đây, ngày thì hiện tất cả đây. Chứng từ thì mình sẽ nhập cái chứng từ khách hàng đưa cái phiếu cho mình, nhập chứng từ thì hiện lên tất cả, rất đơn giản. Rồi mình ví dụ như khách hàng đến đóng tiền lãi, ví dụ như là cái anh Trần Bích đây là đem tiền tới đóng lãi, rồi mình sẽ chọn khách hàng đó, rồi còn tìm rồi chọn khách hàng đó đóng nút đóng lãi, đóng lãi à, thì nó sẽ đóng lãi là 200.000 đồng. Đồng ý đóng lãi không, đồng ý thì mình cập nhật xong là đóng lãi thành công. Đóng lãi thành công ha. Rồi đóng lãi thành công thì nó sẽ vào cái chỗ đóng lãi này, cái ô này, ô đóng lãi là đã đóng lãi rồi. Rồi ví dụ mình lấy Nhã Kỳ đi, người này mà chưa đóng lãi, chưa đóng lãi thì mình sẽ bấm nút chuột đồ cho không. À, bạn đang cho khách chuột iPhone Plus yes. À, đó là bạn phải đóng đủ tiền lãi trước khi chuột đồ. À, là mình phải đóng lãi trước chuột đồ, cho nên nó không cho chuột. Ở ví dụ cái khách hàng này đã đóng lãi rồi, muốn chuột đồ thì mình select khách hàng đó mình chuột đồ. À, yes. Xong. Khi mình chuột đồ xong thì khách hàng này sẽ tự động nhảy qua cái ô đã chuột đồ. À, đây, thằng Quất đây. Còn người chưa chuột đồ là hiện đang chưa chuột đồ. Rồi, xong đó là mình đã chuột đồ một khách hàng xong. Rồi mình muốn xem cái doanh thu báo cáo ngày hôm nay bao nhiêu chuột đồ, chuột cái gì thì mình vô báo cáo này. Doanh thu nó sẽ bung lên cái báo cáo doanh thu cho ngày hôm nay. À, rất đơn giản và khách hàng và dễ sử dụng. Rồi xong, báo cáo doanh thu hôm nay. À, ngày hôm nay thì có Trần Bích này, xe chắc này. À, tới tiền gốc là 10 triệu này, đóng tiền lãi là 200 ngàn. À, tổng cộng là 10 triệu 200 ngàn. Ngày hôm nay mình phải vừa nhận khách hàng là vừa tiền lãi và vừa tiền gốc vô là 10 triệu đồng, 10 triệu 200 ngàn đồng. Cái mình xem báo cáo chuột đồ là chỗ đây, nó xem đi này, báo cáo đóng lãi là thế này, tiền lãi đây này 200 ngàn đồng. Mình xem hôm nay là mình được bao nhiêu tiền lãi là xem vào này, bấm nút xem báo cáo đóng lãi là nó hôm nay là bao nhiêu tiền lãi nó cộng cho mình, rất đơn giản. Đây là báo cáo chuột đồ hôm nay. Ôi, đơn giản. Đó là cái phần mềm cung đồ của mình, là đơn giản thì nó có đầy đủ lãi tháng, lãi tuần, lãi ngày, đã chuột chưa chuột, rồi tìm khách hàng theo chứng minh nhân dân, hai ngày cầm hóa chứng từ và đầy tư khách hàng và đủ những cái hình thức cầm đồ như thế này, và in hợp đồng hay lưu hợp đồng, nếu có hợp đồng biên nhận thì hai tên ký vào, trong nó rất chặt chẽ và rất doanh thu và lãi hàng ngày hàng tháng hàng cho khách hàng luôn, rất đơn giản. Đó là phần mềm cầm đồ các bạn ủng hộ. Nếu mà các bạn quan tâm đến cái việc cầm đồ để quản lý chặt chẽ hơn thì nhanh nhưng không cần phải ghi sổ nữa, thì các bạn nên tham khảo và xem cái website, cái video này, và các bạn sẽ điện thoại, mình sẽ tư vấn và đến cài cho các bạn, hoặc là nơi xa thì các bạn chỉ mở đọc team view, mình từ xa các bạn cần thiết thì các bạn ở trường thử trong một tuần hoặc mấy ngày đó, các bạn đồng ý thì mình sẽ cấp cái cây bản quyền và các bạn sẽ chuyển tiền cho mình. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.